Ê, cho mình bắt ai Ừ. liền. Mình nó bắt ai liền. Nói sao mới nghe vậy đó. Nè, bạn nghe xong cái bác tờ đó, ví dụ bác bé là bé cái bác cái thì đứa đó nghe vẫn có nó thôi chứ mẹ không quan tâm gì đó, mấy hồi em bé là bỏ cái luôn rồi đó, Má lý sự mấy lý cùng xì mà. cùng lắm. Má lý sự cùng sao. Tự nhiên chứ, chị tin mà chị không quan tâm. Chị kêu ủa, thì chẳng thà chị kêu là chị nghe nhưng mà chị không quan tâm thì mình nuôi ấy em mới là bỏ cái là mấy sao quờ mấy cù lần nữa đó. mua bữa nay mới quạo lại ngang cái thằng Không, mày nói mày dễ quạo với lại gì, nè mày hiểu ấy, mày hiểu hai sơ ý lắm. nè hôm bữa mới nói với các em im đó, em không nói lại đó chứ, nếu mà em nói lại nữa là mê mới quạo á, Mày dễ quạo mê mà, dễ bình quạo thường mày á. cũng nữa mà. Như thôi bữa nay có bào thôi mình im cho rồi. Ừ bữa nay cũng náo lắm mà, thường thường có bào thay đổi tính mà, mình biết với thôi Có mình bảo im thay đổi nhiều lắm. bỏ kìm rồi đó. Chứ bà chửi chồng ghê lắm. Bữa kêu chồng đi điện thoại xuống mà bà chửi chồng ghê lắm. Mới nọt Không mới nói nụ vậy ghê đâu, gì lắm. không nghe, gì không biết. Bữa đó chị chạy này chị đâu đó. Á bữa chị về quê. Không, bữa nói gì có đó, nhưng mà chồng bà đem xuống thì chị có một khúc chửi nó chị không biết. Chửi nó ta đi đâu rồi. Từ bữa chị nọt á. Như sao? Cái đồ nó nan ghê vậy. Không sợ như quá chồng không sợ nữa. À, chứ sao bác kêu à, ý là chỉ cần ông qua ông. Bác kêu là không cần ông đem qua, chỉ cần ông qua bên đó ông lấy ông đem về phòng ông để được rồi. Mà ngờ ông đem qua luôn. Ủa giờ buổi sáng nó mới đi đâu trời? Mới đâu? Mới đâu gì? Mấy mấy ngựa sao á? Mấy mấy khùng lắm, Thế mới vô mới mấy mượn thợ ngồi hăng. mấy ngồi Chứ mấy không nói bữa gì tới sáng mày lên mình cũng đứa đó, tự nhiên chị ngồi đó mấy mấy cái máy quay điện thoại, xong mấy ông mượn điện thoại chị, thì em cứ kêu ủa chứ sao cái chị không gọi cho chồng tự nhiên chờ anh Hăng lên rồi có mượn điện thoại hả? anh Hăng, Không ngờ mình cái xong số cái mắc kêu chứ cửa hỏi chứ điện thoại tao chi mi không mượn, là ta ơn mượn của Hăng, nó khùng lắm, bất ngờ mình số ngại gì trời. đường Tự suy nhiên nghĩ quá không biết rồi đường. tự nhiên nó rất ăn mượn chờ lên mượn hay lắm. Bữa nay mới đi chọn hón nào, mới đi chọn hón rồi anh nói ta ăn đi đấy chứ không có đi dòng hổ. Rồi nha. Đi mà không mới rồi. Dùng mà bà có biết bây chạm không, thấy bà hỏi biết chưa? Không biết ba lần này là có đây cái gì sao mưa rồi thì mưa đâu. nhớ cái đây có đảo đây. Chảy nước mát hết. Chịu không nổi nữa thì nói nghe.
Nhiều khi muốn nói nó ăn cũng nó ăn cây nữa thì nó ăn không nổi nữa. Nhà con coi con đã ha. Chúng mình thích cái tay thích ăn cái thích ăn đó. Chứ năm ngoái là mùng mấy đó, hơi ngày nó trùng nhau đó, à mùng 1 tháng 2 là mùng 1 tháng 1 á. Dương với ngày âm là nhau. Thế là mẹ em cầm cái điện thoại này bà lậu bởi bà say mà kiểu như cái điện thoại đấy là một cái nút không biết đồ cái đầu mua đầu đầu nút gì có cái nút home á. Ừ. Ngoài nút nút home với là tốn 7, 6 rồi chứ cái này không có chứ cầm thì thường anh toàn không có cái này anh ta cùi ra ra cái bình nó không to là nó có bà mẹ cái đi cái cầm điện thoại của em cầm điện thoại không thấy mẹ cùi còn cùi nữa không nuốt vẫn cùi nữa vợ gì cái dặn qua ôm trời tập trước ôm trời trước là sao ngủ hả à? Cái giờ đâu là ôm chị ừ. Cái chị cái cầm chị cười đã hầm bông cái bà ôm trời trước nó kỳ đó ít bữa ý là dần dẫn hay sao dần dẫn thôi ừ, tướng đâu thiệt chứ mấy chị đó ít bữa mà dò hay thôi đó dò là qua về tụi con nít đó phải không, chịu mà nói tới với dò là tự nhiên mà muốn nói như bà chị dò dò ra hay dạng lắm cái kiểu dò là rồi đó cái kiểu dễ bị tủi thân á dò là phải quan tâm nhiều chứ không dễ tủi thân. Dạ cho bác con ngủ với ông lớn à.
mát à.